Sau Nhật xin chào cả nhà nhé. Em lên sóng phục vụ các bác một con rửa bát TR9, một con màu mặt gold, ngoại thất nguyên bản. Con này thì em cũng không rút táp gì, để nguyên đấy. Nhựa còn khá là đẹp, phần lưng tôn này cũng nguyên bản các bác nhé, khá là phẳng phiu, ít xước. Cái bọn lưng này thì nó sẽ hay bị xước hoặc là móp để cái tôn nó mỏng. Đời 2017 xe đi máy 0679, tổng thể máy nguyên, về chỉ lau cana này các bạn, cũng không mông mã gì con này đâu. À, bên lưng bên này cũng khá là đẹp, nội thất con này nội thất còn rất là mới các bạn nhé, thất sạch đẹp. À, giá chiếc này của nó rất là mới này, ít dùng, chung là ít dùng, vì trong khoang rửa rất là sạch. Máy rửa bát thì chỉ có nhìn khoang rửa thôi, chứ còn thực ra bây giờ bảo là cái hình thức bên ngoài nó cũng khó. Như con này các bạn nhìn cái máy so của nó này, gần như là không dùng mấy nhá, rất là mới luôn. Đấy, máy so bên trong rất là mới, đẹp. Đây, mắt tận mắt em nhìn thấy luôn, con này máy so xong rất là sạch. Nói chung con này nội thất rất là sạch, ít dùng. Đấy, cực mới luôn các bạn ạ. Không có gì chê, tức là 9 2017 mà. Bên Nhật chắc dùng sơ qua thôi. Gioăng chỉ này thì không bao giờ học nhé. Đấy, gioăng chỉ đẹp, nội thất sạch sẽ, ok, ngon lành tất cả mọi thứ, giá rất là mới luôn. Đấy, nội ngoại thất sạch đẹp, hình thức như TR9. Chiếc này bán 5,2 triệu bảo hành 1 năm nhé, giá chưa phí vận chuyển, chưa Việt Nam. Việt Nam bên em bán 500.000, phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000. Các bác nào chuyển khoản hết thì em bao ship toàn quốc, các bác nào đặt cọc trước thì 500. Chào các bác nhé.